Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa đã đón gần 9,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch gần 19,848 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả này, Thanh Hóa được đánh giá nằm trong tốc đầu một số địa phương trên cả nước, có sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và lượng khách so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời cũng cho thấy hướng đi đúng đắn cũng như tiềm năng rộng mở để phát triển ngành công nghiệp không khói của tỉnh khai mạc hàng loạt các lễ hội du lịch biển năm 2024 tại Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến, các giải thi đấu thể thao tại Bãi Biển, chương trình biểu diễn nhạc nước vào các tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần tại Quảng trường Biển Sầm Sơn, liên hoan văn hóa ẩm thực Sứ Thành, khai trương phố đi bộ Phan Chu Trinh, thành phố Thanh Hóa, và đặc biệt hơn là sự ra đời vận hành của các sản phẩm du lịch mới chất lượng cao như khu nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường, với chuỗi các hoạt động sôi động hấp dẫn hàng tuần, công viên nước San cua Sầm Sơn, 6 tháng với nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được thanh hóa tổ chức thường xuyên liên tục. Tất cả đã tạo nên sức nóng của du lịch Thanh Hóa và phần nào trả lời cho câu hỏi tại sao Thanh Hóa đạt được con số ấn tượng 9,8 triệu lượt khách cho 6 tháng đầu năm cũng như đứng tốp đầu đón khách dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa qua. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần, dự nhiều lễ hội và Sầm Sơn là nơi tôi đến thường xuyên. Tôi rất là thích chương trình ngày hôm nay và chắc chắn tôi sẽ đến Sầm Sơn cùng với những người bạn nhiều lần nữa. À, kỳ vọng của Flamingo cũng như là kỳ vọng của chúng tôi là biến Hải Tiến và Flamingo Ibiza trở thành một cái điểm đến bốn mùa à, để nơi mà khách hàng có rất là nhiều những trải nghiệm về kể cả, cả mùa hè cũng như là mùa đông. Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm 2024, tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả các hoạt động liên kết, quảng bá, xúc tiến đến các thị trường du lịch trọng điểm trong nước. Đón đoàn fan trip, bread trip các tỉnh thành đến từ Tây Bắc và Đông Nam Bộ. Quảng bá du lịch thanh hóa tại các cảng hàng không lớn trong nước và trên kênh truyền hình quốc tế. Mặt khác, các khu điểm du lịch, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung làm mới sản phẩm, đầu tư phát triển sản phẩm mới mang tính trải nghiệm. Nhờ đó, mức chi tiêu và số ngày lưu trú của du khách dần cải thiện một cách tích cực, góp phần nâng tổng doanh thu trong 6 tháng đạt gần 20.000 tỷ đồng. Mình có đến từ ngày hôm qua, thì có lưu trú ở đây một đêm. Và thì cảm nhận đầu tiên là nhân phòng Ngọc thì cũng thấy tốt, dịch vụ đâu chơi cũng rất là nhiều. Từ nay đến cuối năm, dự báo lượng khách đến Thanh Hóa tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực. Chính vì vậy, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã đang bám sát các xu hướng phát triển du lịch, duy trì việc thu hút nguồn khách từ thị trường truyền thống, đẩy mạnh tiếp cận các nguồn khách mới. Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào công bố khai thác các sản phẩm du lịch như là du lịch mạo hiểm, trekking tour tại các huyện miền núi. Thứ hai nữa là chúng tôi tiếp tục tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao du lịch tại nhiều địa phương trong tỉnh để mà tiếp tục thu hút khách du lịch gắn với loại hình du lịch sự kiện, du lịch văn hóa lịch sử tâm linh cái giải pháp thứ ba đấy là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để đẩy mạnh xúc tiến quảng bá điểm đến, triển khai truyền thông trên các kênh truyền thông của Trung ương và các tỉnh thành phố khác và đặc biệt là trên cái nền tảng số ở tại các cảng hàng không. và cái giải pháp thứ tư nữa cũng rất là quan trọng, đó là tiếp tục duy trì và tăng cường cái công tác quản lý nhà nước để đảm bảo được cái môi trường văn minh, thân thiện, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy. Để đón 13,8 triệu lượt khách, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch Thanh Hóa trở thành điểm đến du lịch bốn mùa, Tỉnh Thanh Hóa đã đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và phát động chương trình Người Việt đi du lịch Việt, Việt Nam tôi yêu, người Thanh Hóa đi du lịch Thanh Hóa, tập trung kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch và các chương trình kích cầu du lịch